Đó, thứ hai á, đụ má đặt cái phòng nào có máy lạnh những cái nha. Với lại rồi. Á, kiếm chỗ nào mà nó thoáng á, đừng có mở tôi lên. Cái tôi lát ra mà nó hôi đụ. Rồi. Rồi còn bạn này. Bạn này ý kiến giống như bạn hai bạn này rồi, bạn hai bạn này hết nè. Ê đi chứ. À, mình nói với lại cho mình nói cho bạn biết nha, với bạn mình gửi mình nói cho bạn tắc kèo không biết á. Đồ má tắc kèo bông mình thừa lộn quýnh cái kèo thành trong kiền nhông luôn á. Rồi bạn em nghệ sĩ Minh Cảnh nè, phát biểu gì? Vậy chị không mặc quần xì ngược hả?